Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB Cuộc Sống ở Nhật. Kính chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình nhé. Thì hiện tại là mình vừa mới đi làm về luôn mọi người. Hôm nay mình tăng ca 1 tiếng thôi. Thì hiện tại là bây giờ là 6 giờ mấy mọi người. 6 giờ 25 rồi. Đó, tại mình về mình đem đèn xuống mình chuẩn bị đồ này nọ quay nữa mọi người. Thì mọi người thấy không? 6 giờ mấy mà trời cũng tối đen giống như 7 giờ luôn đó mọi người. Đó thì ngày hôm nay về ngồi đây thì bây giờ mình sẽ giao lưu cho mọi người. Hôm nay thì có nhiều chủ đề để nói lắm mọi người. Hôm nay là ngày lãnh lương nè. Thì giống như mọi người biết là công ty của mình là lãnh lương vào ngày 15. Nhưng mà hôm nay là ngày 13 thôi mọi người. Tại vì ngày mai thứ bảy, thứ bảy là thường là lịch đỏ. Với lại không thứ bảy lịch đỏ, lịch trắng gì cũng vậy hết mọi người. Thứ bảy chủ nhật mà lương trùng vào hai ngày đó là sẽ được nhận sớm hơn nha. Chứ ở Nhật thì công ty mình đó mọi người, từ khi qua làm việc đến bây giờ sắp về nước gần 3 năm rồi mà chưa có một lần nào mà công ty phát lương trễ hết, chỉ phát lương sớm hơn thôi. Đó, do đó thì hôm nay là ngày lãnh lương, thì hôm nay lãnh lương cũng khá là vui nhưng mà chia sẻ cho mọi người một tí. Đó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người này, cái phiếu lương hôm nay coi lãnh được bao nhiêu tiền, rồi có vấn đề để nói nữa mọi người. Giống như công ty thử mình hay sao á, lãnh lương mấy lần rồi lần nào cũng có một cái gì đó để nói chuyện với giám đốc chứ không có gì nói là không có được hay sao mọi người. Thì bây giờ mình sẽ phần này mình sẽ chia sẻ cho mọi người trước về phần lương nha, rồi chia sẻ xong mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái phần mà hôm nay mình lên văn phòng mình gặp người của văn phòng á, người của công ty á, để đánh giá cái kết quả làm việc 3 năm như thế nào. Rồi ok, bây giờ mời mọi người xem phiếu lương nha. Đây mọi người, hiện tại là bây giờ có đèn nên là thấy rõ ha. Phiếu lương của mình nè mọi người thấy không? Đây là tháng tháng này lương của mình lãnh nè mọi người. Lương mình lãnh là 15 măng 8 sen nha. Đó 15 măng 8 sen. Rồi ở đây là cái ngày làm của mình nè mọi người. Thì mình vợ sắp cưới của mình bị tai nạn á nên mình nghỉ 2 ngày nha mọi người. Với đầu tháng bị nghỉ ngày nửa ngày nữa là mình nghỉ 2 ngày rưỡi nha. Thì cái tháng này là lịch trắng là 22 ngày. Nhưng mình nghỉ 2 ngày rưỡi thì còn 19 ngày rưỡi nè mọi người. Nhưng mà UQ của mình còn nhiều mọi người thấy không? Ở đây là 14 ngày rưỡi nè. Nhưng mà ở đây là cái tiền này nè mọi người. Cái tiền 2 măng 1 sen này là tiền là UQ nha mọi người. Là tiền nghỉ phép có lương á. Mình nghỉ có 2 ngày rưỡi à. Mà công ty trừ luôn là 3 ngày nè mọi người thấy không? Một ngày 7 sen, 3 ngày là 2 măng 1 sen nè. Mọi người thấy chưa? Đó, giờ mọi người thấy không? Nói chung là mình nghỉ có 2 ngày rưỡi UQ à. Mà công ty trừ mình luôn là 3 ngày. Rồi xong á, sáng nay mình gặp giám đốc mình nói chuyện ban đầu thì mình nói, tại vì tiếng Nhật của mình cũng ít quá mọi người, mình nói ông không hiểu, ông nói thì tiền nhiều thì tốt có sao đâu, rồi mình UQ mình còn nhiều mà trừ UQ cũng để có tiền cũng tốt chứ có sao đâu. Đó như mình nói một hồi á, là tại vì á mình nghỉ có 2 ngày rưỡi mà trừ mình UQ 3 ngày là trừ luôn là mình mất hết nửa ngày UQ mọi người, là nửa ngày đó là mình đi làm đâu mà công ty vẫn tính UQ cho mình là giống như là mình làm ngày đó mình làm mà mình vừa tốn công sức mà vừa tốn UQ nữa mọi người. Đó do đó thì mình bị lỗ hết nửa ngày. Do mình nói một hồi thì ông mới hiểu là cái đó là không có được. Rồi xong rồi cái nói một hồi thì mình sửa hoài mọi người, tại tháng rồi cũng sửa rồi, tháng này không lẽ sửa nữa, tại sửa có nửa ngày có 3 sen rưỡi à, mà sửa thì mất công quá. Giờ mình mới nói ổng á, là nói ổng là bây giờ là thôi tháng này cứ y chang vậy đi, rồi bắt đầu là tháng đó là lương tháng trước, rồi tháng này nè rồi mình sẽ nghỉ nửa ngày, nhưng mà khi nào mình nghỉ mình sẽ nói ổng là mình nghỉ nửa ngày nhưng ổng vẫn tính lương bình thường cho mình và không có bị trừ UQ nữa, thì giống như là bù lại tháng vừa rồi đó. Thì mình nói ổng á thì ổng cũng ok mọi người, thì ổng nói mình á thì hôm nào nghỉ thì nói ổng, rồi xong rồi ổng sẽ tính cho mình. Ok, do thì nói chung lương tháng này cũng khá nha mọi người. Tại tháng này mình cũng làm đầy đủ, mình nghỉ nhưng mà mình vẫn còn UQ nên không có bị trừ tiền nhiều mọi người. Nhưng mà tháng này mình gửi về nhà mình thì chỉ 10 triệu thôi. Thì mình nói ba mẹ rồi thì mình chừa lại để bây giờ bắt đầu là mua đồ dự trữ sẵn được rồi mọi người. Mua đồ thủ sẵn, mua quà cáp lên thì nọ. Bắt đầu là được rồi, tại vì nếu hết hạn thì mình tới tháng 1 là mình hết hạn đó mọi người. Đó là cái phần lương. Rồi cái phần thứ hai mình sẽ chia sẻ cho mọi người là hôm nay thì văn phòng mời lên để gặp ông Sensei. Nói chung là ông đó là đánh giá kết quả làm việc 3 năm mọi người. Thì hôm nay là công ty mẹ lần hôm qua rồi. Công ty mình là công ty con nên là hôm nay thì công ty của mình không có đánh giá nha mọi người, đánh giá là công ty mẹ. Tại vì công ty mẹ là công ty gọi là bao show á.
về nhân lực với lại điều kiện máy móc đồ làm việc này mọi nọ mọi người. Công ty mẹ là công ty Kiwa, còn công ty mình là công ty con là công ty Zintech. Đó, nhưng công ty của mình đó thì chỉ trả lương cho mình thôi, còn nhân sự đồ này nọ là phải phụ thuộc vào công ty mẹ hết. Đó, giờ tới thì ngày hôm nay lên đó thì giống như là mình thấy một cái tờ giấy là giống như là HR đã viết báo cáo sẵn hết rồi mọi người, là gửi trước rồi, nhưng mà lên đó thì người ta hỏi lại mình thông tin thêm một vài thông tin vậy thôi. Thì ông lên ông hỏi mình, ông nói mình đầu tiên là ông khen mình mọi người. Mình không có nghỉ ngày nào hết, 3 năm đi làm mà không nghỉ một ngày nào hết. Mình nghỉ thì là mình nghỉ UQ, là nghỉ phép có lương là ok nha mọi người. Còn cái trường hợp mà nghỉ mà không bị không có UQ kìa, nghỉ mà bị trừ lương á, thì đó mới gọi là nghỉ. Đó thì mình không có nghỉ ngày nào hết, thì mình chỉ nghỉ trong UQ thôi, mà UQ mình hiện tại còn rất là nhiều. Đó, hiện tại giống như mình gọi là mình là đại gia UQ mọi người. Hiện tại là mình là còn UQ nhiều nhất luôn. Đó thì mình đáng lý mình còn 15 ngày, nhưng mà bị ông giám đốc trừ lộn còn 14 ngày rưỡi thì đấy, chia sẻ cho mọi người đó. Đó, rồi tiếp theo nữa. Rồi ông lên ông hỏi hành chỗ mình là ai. Tại sợ có nhiều người làm 3 năm mà đôi lúc không biết tên cái người mà quản lý mình đó mọi người. Ông hỏi hành chỗ mình là ai. Rồi ông hỏi mình làm ở xưởng nào. Nói chung là ông hỏi lại thông tin đó để cho biết đó mọi người, nhưng để xem mình trả lời có đúng hay không. Rồi xong ông hỏi mình, ông hỏi hỏi tiếp là ông hỏi mình hàng YouTube, hàng chụp phim được đúng không. Rồi rồi mình nói được, tại vì có báo cáo đó. Rồi ông nói mình là hàng một lần ok đó, thì mình trả lời là một lần ok luôn, là hàng mà không có bị sửa mọi người. Thì nói chung là ông thấy kết quả làm việc 3 năm của mình nó rất là tốt, và nói chung là không biết là anh trời viết báo cáo như thế nào mà ông thấy ok mọi người. Ông nói là mình làm tốt, mình làm giỏi, thì nói chung là luôn luôn cố gắng muốn giỏi trong công việc đó. Rồi xong rồi ông hỏi mình đó là có muốn quay lại nữa hay không á mọi người. Không, rồi xong rồi mình nói mình không có muốn quay lại nữa, mình muốn về. Thì mình cũng nói luôn cái trường hợp mà em mình đó mọi người, mình nói em mình mới sang Nhật ngày hôm qua đó, thì do em mình qua rồi ba mẹ ở nhà còn có hai ông bà thôi, nên là mình muốn về để mình nói chung là lo lắng cho ba mẹ gì đó đó, với lại giúp đỡ gia đình. Thì ổng mới hỏi mình đó là em mình đó đi làm việc ở đâu, công ty nào. Rồi xong mình có nói luôn mọi người, mình nói một tí là trước kia là em mình cũng đã phỏng vấn ở công ty mình nhưng mà không có đậu, nên là hiện tại là đi làm ở trên kia cái ngành khác. Ông hỏi hàng luôn hay gì, cái đó không phải mọi người. Thì ổng mới hỏi là em mình phỏng vấn lâu chưa, rồi tại sao. Nói chung là phải nói, ổng nói vui mọi người, phải nói với ổng trước là ổng cho đậu rồi. Nhưng mà lúc đó em mình thật sự em mình phỏng vấn vô công ty mình, mà em mình đưa cái tên công ty con và công ty kia cả mọi người, là mình cũng không có biết đó là công ty của mình nữa. Nên lúc trước là nếu mà mình biết á, mình nói một tiếng chắc là có thể là em mình sẽ làm được ở công ty của mình đó mọi người. Nhưng mà tại vì lúc em mình đưa là tên công ty con, tên công ty kia, tên đầy đủ á, mình nhìn vô mình đâu biết đâu. Đó, giờ đó thì nói chung là cũng tiếc, hơi tiếc cái chỗ đó. Rồi xong rồi, ông nói mình đó là hiện tại là làm tốt, làm hàng chụp phim được gì đó, nhưng mà về Việt Nam á, thì phí quá, không có quay lại á mọi người, không có quay lại nữa thì phí quá. Nhờ mình nói là do là ba mẹ chỉ còn ba mẹ ở nhà thôi nên là mình phải về. Rồi xong rồi ông hỏi, nói chung hỏi nhiều, mọi người ông hỏi là về Việt Nam định làm gì. Rồi nói chung là giống như ta hỏi để người ta đánh giá kết quả của mình đó, để làm vô một cái tờ tổng kết 3 năm làm việc tại Nhật, để cho mình có thể ví dụ như mình về Việt Nam mình xin việc hay là mình muốn quay lại Nhật thì nó tốt hơn đó mọi người. Đó thì mình nói về mình phụ giúp gia đình thôi, mình cũng làm nói chung là mấy cái việc nói chung là không có liên quan gì ngành hàng nhiều á mọi người. Rồi tiếp nữa là nói chung ông hỏi có người yêu chưa, về định lấy vợ hay sao. Đó thì mình nói là mình có người yêu rồi và cũng lấy vợ, nói chung cũng hỏi cũng quan tâm, nói chung quan tâm về cuộc sống nhiều mọi người. Tại vì mình á là không có muốn quay lại nên là ông không có hỏi chuyên nhiều về cái công việc cũng như là cái nguyện vọng làm sao. Đó thì ổng cứ hỏi mình về cuộc sống rồi về Việt Nam sẽ làm gì đồ này nọ, nói chung đại khái vậy thôi. Rồi xong nói mình đó thì hiện tại là bây giờ là máy bay là chưa có biết có thể là về được đúng hẹn hay không, đúng cái lịch hay không, là tháng 1 của mình là hết hẹn mọi người. Thì ổng kêu mình bây giờ cứ cố gắng làm việc cho đến khi nào mà có máy bay, khi nào được về thì có thể là tiết kiệm một chút đỉnh tiền nữa để có thể là về phụ giúp cho gia đình đó. Do đó thì nói chung là
Đại khái là cái cuộc nói chuyện hôm nay chỉ như vậy thôi mọi người. Và nói chung khi mình đã quyết định mình về rồi thì nói chung là phải về thôi mọi người, chứ không có cái tư tưởng mà luyến tiếc hay gì hết đó. Do đó thì nói chung khi làm ai cũng có mục tiêu và có kế hoạch riêng cho mình. Đối với bản thân mình đó thì kế hoạch là như vậy, mục tiêu là như vậy, nên là cho dù họ có, ví dụ như là họ có muốn giữ cỡ nào nữa mình cũng về thôi đó. Do đó thì ngày hôm nay á là có hai cái để chia sẻ với mọi người, cái ngày lãnh lương và cái đánh giá kết quả làm việc 3 năm ở Nhật như vậy. Rồi, do đó thì nói chung mình chia sẻ với mọi người ngắn gọn vậy thôi. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình đến giây phút này. Mọi người cảm thấy hay, hãy nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Ai mà mới ghé ngang kênh mình lần đầu, nhớ bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Và quên nữa nhắc nữa, thì ngày mai, tối ngày mai mình sẽ đăng cái video đầu tiên cho hướng dẫn hàng cho những người bạn nào có nhu cầu ha. À, mọi người xem thì mọi người không có lĩnh vực cơ khí nhưng cũng gắng xem vô ủng hộ mình có tinh thần nha mọi người. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé. Bye bye.